dựa tường hay nó bẻ cửa đó. Sao chị? Là cô dài thì giờ buộc dây em xuống em hạ cái khúc dài nằm nằm gác lên cái đống đất kia luôn. Xem xuống chị thích làm sao thì em làm cho. Dạ. Nhưng mà thảy em cùng dây trắng đi. Thảy em cùng dây trắng lên để em buộc dây á. Buộc cái dừa này nghe nói là làm cầu ngon lắm mà. Chị gom tròn, chị gom cục lại xong chị thảy lên mấy em nghe. Dạ. Đó chị gom cục chị thảy lên cái. Hất lên thẳng người em á. Hất lên thẳng người em. Ôi, anh hất phụ chị đi. Chị hất không nổi không? Phụ hồn được. Dạ, rồi anh cứ băng. Ôi trời. Tí xíu nữa được rồi. Không, anh gom cục lại anh thấy nó mới lên được, còn anh để nó tè le là nó gom nó không. Ừ, cột cái dây này cũng được anh. Nè anh, đó. Thắt cái một chô rồi kéo lên thôi. Rồi vậy thôi được rồi. Anh thích cắt tới đâu em cắt cũng được hết á. Anh thích cắt dài cỡ nào em cắt cũng được hết á. Cắt hết cây cũng được luôn. Đây xuống đổ cái đập tới cái máy cưa là được. Còn không thích cắt hai khúc thì em cắt hai khúc. Bây giờ anh thích cắt cái đâu nè? Cái này hả? Kéo sơ nhẹ cái là kéo sơ nhẹ cái đổ chứ không có đâu kéo mạnh gì đâu, kéo bình thường nhẹ nhẹ thôi. Dạ. Dạ. Rồi mở dây giùm em với. Lấy cái đầu đó luôn, lấy cái đầu đó lại cột luôn rồi mở cái đầu này sau. Dạ. Dạ ok anh. Rồi, thảy lên cái đây thảy đây. Đây. Làm cái đường này đổ ra đây rồi. Tạo đường bê tông qua đây luôn mà. Dạ. Làm nhà vệ sinh vào đó đó. Dạ. Bảy
biển quá rồi, đáy đây luôn. Biết chờ mưa vô khi mấy luôn á. Đó, ra tới ao, ta đáy dưới ao mẹ đi. Nghe đây nha. Nghe đây nha. Xong cái dừa. Tí nữa lấy cái máy kia cắt cầu hủ đó. Giờ để leo lên tỉa cái nhánh kia luôn. Đá gì đó dao chặt dừa cho huynh này uống nè, nó dao khỏi, đi. Khỏi khỏi đi. Có nước đá cho em xin miếng mà em cũng có mang cái hủ cái ca nước đá ở ngoài kia mà. Ổng toàn là đồng bào không? À. Ghê hả?